Xin chào các bác, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh HLT Channel. Trong video ngày hôm nay thì tôi xin chia sẻ về cái giá cả thị trường ngày 13 tháng 4 năm 2020 trên vùng của tôi. Thì trong thời gian vừa rồi á, nhiều bác cũng hỏi là vì sao tôi ít ra các video vậy. Thì các bác cũng biết rồi, từ ngày 1 tháng 4 á, thì Việt Nam cách ly toàn xã hội đúng không ạ? Chính vì vậy thì tôi cũng hạn chế đi các trại để review cho các bác xem. Và tiếp theo là công việc của tôi cũng khá là bận, chia sẻ với bác vậy. Bởi vì là tôi hiện tại tôi đang hỗ trợ đó là nửa Phú Thọ luôn. Thế là cái thời gian để làm các video chia sẻ với bác thì cũng hơi khó. Bởi vì bây giờ thì cái quãng đường của tôi đi làm cũng khá là dài, khá là xa. Thì chính vì vậy là cũng ít thời gian để làm các video cho các bác. Sáng thì đi làm sớm và tối thì toàn đi làm về muộn thôi bác. Thậm chí 10-11 giờ đêm mới đi làm về cơ. Thế nên là về làm mệt rồi cũng chẳng có thời gian làm video cho các bác. Mặc dù đó là tôi cũng có rất nhiều tư liệu, rất nhiều cái chủ đề để muốn chia sẻ với bác. Nhưng mà tuy nhiên thực sự là cũng rất là bận. Và tiếp theo là thực sự đó, đối với cái thời điểm mà corona như thế này á, thì tôi cũng hạn chế tiếp xúc với các trại. Bởi vì mình vừa bảo vệ cho mình là một, thứ hai là vừa bảo vệ cho người khác là hai. Chính vì vậy là tôi cũng ít ra các video. Thì cũng mong là các bác thông cảm. Còn sắp tới thì sắp qua 15 ngày cách ly rồi các bác. Thì chính vì vậy là tôi sẽ ra các clip thường xuyên cho các bác tham khảo. Tôi sẽ đến các trại và review cho các bác và tư vấn cho các bác về cái kỹ thuật chăn nuôi lợn, nuôi gà, nuôi trâu, nuôi bò như thế nào. Thôi không lan man nữa, thì tôi muốn là chia sẻ về cái giá cả thị trường mấy ngày hôm nay. Thì chia sẻ với bác là mấy ngày hôm nay giá cả thị trường khá là biến động. Chia sẻ với bác là đối với giá giống gà, giống ngan, giống vịt, giống lợn thì tăng rất là cao các bác. Thì đối với lại giống ngan thì chia sẻ với bác là tăng từ 6 đến 7 giá. Đối với giống gà giống thì tăng từ 1 đến 2 giá. Còn đối với giống heo thịt thì chia sẻ với bác là tăng cực kỳ mạnh. Thì cụ thể tăng như thế nào thì tôi sẽ chia sẻ với bác ngay sau đây thôi. Thì đối với giá giống thì đối với ngan trống là 17.000 đồng trên con. Đối với giá ngan mái là 7.000 đồng trên con. Đối với vịt bơ là 14.000 đồng trên con. Đối với gà lai ngắn ngày thì lai trọi là 12.000 đồng đến 13.000 đồng trên con. Ta lai là 8.000 đồng trên con. Gà Hòa Phát HP102 xô là 10.000 đồng trên con. Đối với Hòa Phát chọn 70% trống là 13.000 đồng trên con. Đối với gà Minh Dư là trung bình từ 15 đến 16.000 đồng trên con tùy từng vùng nha các bác. Tiếp theo là giá gà đặc sản dài ngày Thứ nhất là mía giống to là từ 11 đến 12.000 đồng trên con. Lạc thủy là từ 12 đến 13.000 đồng trên con. Đối với giá thịt hơi thương phẩm từng loại thì ngan là từ 46 đến 48.000 đồng trên kg. Vịt tăng lên là từ 30 đến 32.000 đồng trên kg. Đối với gà lai ngắn ngày nuôi 3 tháng 20 ngày thì ta lai là 40 đến 44.000 đồng trên kg. Lai trọi Hòa Phát Zidaboco 48 đến 49.000 đồng trên kg. Thì có vùng bán lẻ thì có thể là từ 50 đến 54.000 đồng trên kg các bác. Đối với gà đặc sản nuôi 4 tháng 20 ngày thì gà lạc thủy là từ 74 đến 75.000 đồng trên kg. Đối với gà mía là từ 76 đến 78.000 đồng trên kg. Đối với hai loại gà đặc sản này thì chia sẻ với bác là không tăng, vẫn giữ giá như vậy thôi các bác. Đối với giá heo thịt thương phẩm thì cách đây 2 ngày nó trung bình rơi tầm khoảng 85-86 thôi. Nhưng mà 2 ngày hôm nay chia sẻ với bác là cũng tăng khá là mạnh. Là trung bình hiện tại đang là từ 89 đến 90.000 đồng trên kg. Thì các bác có thể thấy là tăng rất là mạnh đúng không ạ? Ai bây giờ có lợn thì rất có lợi nhuận rồi các bác. Tuy nhiên các trại là không có lợn đâu các bác. Bởi vì cách đây 1 tuần có 2 thông tin. Một đó là nhà nước ta nhập khẩu thịt lợn từ Nga về. Và thứ hai là nhà nước kìm giá lợn xuống dưới 70. Thì chia sẻ với bác là chính vì cái thông tin như vậy là một số trại bán tháo. Và trong vòng có 3 ngày thôi mà các trại bán tháo rất là nhiều các bác. Thì lợn chưa đạt cân từ 80 đến 90 cân là bán hết rồi các bác. Thì chính vậy là bây giờ không có lợn để bán. Và cái hệ lụy của nó thì giá lợn tăng lên là dĩ nhiên rồi. Đúng không bác? Nên bây giờ vừa rồi là có một trại của tôi bán 120 con lợn giá 77. Nhưng mà sau 2 ngày nó lên 81, 82 và lên 85, 86. Và hôm nay sau 5 ngày lên là hiện tại chia sẻ với bác là giá 89, 90 rồi. Mất hơn 100 triệu trong vòng đúng có 5 ngày thôi các bác. Chính vì vậy là tôi bảo rồi,
đối với cái nghề chăn nuôi lợn, gà hay bất cứ một cái loại gì khác thì các bác cứ đặt biểu cân thì các bác bán thôi, không quan trọng giá đó như thế nào. Còn bây giờ một số các bác là cứ thấy nghe thông tin thị trường nó thế này thế khác, sau đó là các bác là bán tháo bán chạy hết, thì lúc lên giá thì các bác lại không có lợn mà bán. Thì chính vì vậy chia sẻ với bác là thế là không được hiệu quả đâu các bác. Chính vì vậy là các bác hãy tỉnh táo và cố gắng là khi chăn nuôi á thì các bác hãy nghe ngóng nhiều nguồn thông tin. Và tiếp theo á, các bác phải giữ được cái quan điểm của chính mình, chứ đừng nghe ngóng người này người khác hay là một số cái thông tin bên ngoài nó không chính thống á, hoặc là kể cả chính thống đi, nhưng mà quan trọng đó là đối với nghề chăn nuôi này, chia sẻ với bác là các bác phải vững được cái tinh thần của các bác đã, sau đó là các bác mới có thể là các bác có lợi nhuận rất là lớn trong cái thời điểm loạn lạc như thế này. Thì tôi cũng có một số lời khuyên như vậy. Thì trên đây tôi vừa chia sẻ về cái giá cả thị trường ngày 13 tháng 4 năm 2020 trên vùng của tôi. Các bác có thể tham khảo và rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của bác. Các bác đừng quên like video và đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất từ kênh của tôi nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các video lần sau. Xin cảm ơn.